sĩ từ bốn phương trời về nơi đây cùng hát vang lời, lời Việt thương ngàn năm văn hiến, đem quê hương giống nòi giống tiên đến muôn nơi cùng hát khúc ca mẹ. Chào Minh Hưng xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của đài IBC TV. Một lần nữa chúng tôi xin hân hạnh kính chào quý vị và chào đón quý vị trở lại với chương trình câu lạc bộ từ nghệ sĩ Talk Show. Kính thưa quý vị, chương trình này được phát hành hàng tuần vào mỗi chiều Chủ nhật lúc 3:30, sáng thứ ba lúc 9:30 cũng như là chiều thứ năm lúc 3 giờ. Thực hiện chương trình này chúng tôi nhằm mục đích là tâm tình cùng với các anh chị em nghệ sĩ, những sinh hoạt của các anh chị em nghệ sĩ cũng như những chương trình hữu ích trong cộng đồng của chúng ta. Đến với chương trình ngày hôm nay trong những cái ngày mùa hè của Cali cũng như là khắp nơi đang về, Kéo Minh Hưng rất hân hạnh được chào đón một người anh trong gia đình của câu lạc bộ tình nghệ sĩ. Người này thì kính thưa quý vị, đúng ra một cái người rất là âm thầm hoạt động nhưng mà một người rất quan trọng. Lý do anh quan trọng đó là anh là thủ ủy của câu lạc bộ tình nghệ sĩ và không ai khác hơn chính là anh Phạm Hoàng. Kéo Minh Hưng mến chào anh và mời anh gửi lời chào đến khán giả của đài IBC TV. Chúng tôi là Phạm Hoàng, xin kính chào quý khán thính giả và mến chào Cao Minh Hưng. Thật là cái cơ may cho chúng tôi tới đây, cách đây 48 năm thì tôi đã được phỏng vấn tướng Hưng ở mặt trận An Lộc. Và bây giờ sau 48 năm thì là được người phỏng vấn là tên Hưng nữa. Rất là cảm ơn anh. Thật ra những cái anh nhắc đến cái chuyện đó rất là hay. Cao Minh Hưng đọc trên Facebook của anh cũng như là nghe một số, kính thưa quý vị, một lần, đôi lần anh Phạm Hoàng có tâm tình thì anh cũng là một phóng viên của chiến trường ngày xưa. Anh có thể, trước khi mình nói về cái phần văn nghệ, anh có thể sơ lược cái sự gian khổ thế nào trong những ngày chinh chiến mà anh trong cái vai trò là người phóng viên chiến trường, thì có những cái kỷ niệm gì mà anh để lại trong lòng đến ngày hôm nay thôi, qua cái việc là phỏng vấn tướng Hưng? Thưa quý khán thính giả, trong cuộc đời phỏng vấn phóng viên của đài truyền hình số 9 thì chúng tôi cũng phải ra vào mặt trận rất là nhiều lần. Thì cái kỷ niệm đáng nhớ nhất là cái lần chúng tôi được lệnh đưa vô An Lộc để phỏng vấn truyền tướng Lê Văn Hưng. Thì chúng tôi chỉ được có 30 phút để mà vô rồi ra phỏng vấn, nếu không thì là người ta không bảo toàn chính mạng. Cũng may chúng tôi đã nhảy vào phỏng vấn tướng Hưng trong vỏn vẹn 20 phút rồi đi ra. Mà về, mà lúc về chúng tôi chen lấn từng máy bay không lên nổi vì có 21 người chen chúc lẫn nhau để về lại Lai Khê. Vậy đấy, wow. Lúc đó thì là một phóng viên chắc là mình cũng phải mang cái súng theo nữa chứ không phải là mình chỉ có mang máy không, hay thế nào tên? Chúng tôi đánh dập bằng ngòi bút và microphone. Thật ra không có mang gì hết ngoài cái microphone hoặc là cái bút. Thì chúng tôi có anh em cameraman và soundman đi cùng. Và lúc mà nó họ pháo thì nó dây âm thanh với máy là đứt hết trơn, nhưng mà cái ông audio man rất là giỏi, ông ấy đã nối vô. Mà lúc về ông ấy báo cho biết tôi là hết hồn luôn. Cao Minh Hưng cũng thấy một trong những bức hình mà phải nói anh rất là trân quý là lần đó anh vào được với cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, phải không anh? Thì anh có thể kể về cái kỷ niệm không ít, không có nhiều những phóng viên được cái hân hạnh được gặp những tổng thống như vậy, thì đó là cái kỷ niệm chắc là anh còn nhớ đến bây giờ, không thưa anh? Thì chúng mới nhân cơ hội mà tôi được vô phỏng vấn tướng Hưng thì về phát hình ngay buổi tối đó. Thì sau đó là ngày quân lực 19 tháng 6 thì chúng tôi được hân hạnh được tổng thống mời vào dự tiệc cùng với các chiến sĩ xuất sắc tại Dinh Độc Lập năm 1973 ngày 19 tháng 6. Wow. Như vậy là phải nói một cái chặng đường rất là dài. Sau đó thì anh vẫn tiếp tục những cái sinh hoạt và đến Hoa Kỳ, thì anh đến năm 1975 hay thế nào thế? Chúng tôi may mắn được tới năm 75, đi có một mình tới đây, rồi chúng tôi và cũng phải chọn cái nghề mới để mà có cái sinh kế mà sống tới bây giờ. Chứ mà nếu mà nghề phóng viên thì qua đây thì là nước là cái, chắc không ai nhận hết. Bạn bè tôi tới mấy đài TV ở trên Hollywood nộp đơn mà người ta nói là cảm ơn hết trơn. Chắc là anh thấy là cái chặng đường ngày hôm nay thì trong cộng đồng của mình rất là nhiều đài TV, phải không thưa anh? Mà ngày xưa nghe nói những cái đài như đài số 9 rất là khó để mà làm một phóng viên hay là những cái nhân viên trong cái đài rất là khó khăn. Thì ngày hôm nay thì phải nói với cái kỹ thuật bây giờ, rất là nhiều những đài TV phát hình ở khắp nơi, đài phát thanh nữa. Trở lại về những sinh hoạt của câu lạc bộ tình nghệ sĩ thì kính thưa quý vị, chúng tôi cũng rất là vui. Trong những thành viên của câu lạc bộ tình nghệ sĩ thì có những cái lứa tuổi khác nhau, như là anh Phạm Hoàng là những thế hệ đàn anh đi trước. Cũng đôi khi anh cũng kể những cái kinh nghiệm như ngày hôm nay quý vị thấy, kể lại những câu chuyện của anh về cái cuộc đời chinh chiến trước năm 1975. Sau đó thì các anh em gọi lại với nhau, một khi vào văn nghệ, tiếng đàn, tiếng hát nổi lên thì không có còn là
phân biệt tuổi tác đó, không thưa anh? Thì trở lại với chương trình ngày hôm nay, thì kính thưa quý vị, trong những chương trình âm nhạc như thế này, chúng tôi cũng chọn những bài hát để gửi đến quý vị khán giả. Thì bản nhạc đầu tiên ngày hôm nay trong chương trình phần 1 thì anh sẽ gửi đến quý vị bài hát gì thưa anh? Tôi sẽ chọn bài Ngày Đã Đâm Bông. Sở dĩ tôi chọn bài đó thì bài đó nói lên cái quê hương Thanh Bình, mà một mình ra, mình đi ra xứ ngoài bao nhiêu năm nay thì rất là đáng nhớ. Wow, đá mà phải đâm bông thì chúng tôi thấy là cả một cái sự và nó rất là hiếm. Vâng. Thưa anh, rất là lạ. Cái bản nhạc này thì anh có những cái kỷ niệm gì về cái bài hát này không thưa? Thực ra mình nhớ hồi còn bé, ông bé thơ đó, mình đi theo người lớn đi ra cánh đồng bắt rươi ở Hải Phòng, nhỏ xíu bắt rươi, mình thấy cũng vui. Mình vô miền Nam, mình thấy đi lúc mình học trung học đi qua Bến Tre về mấy cây vườn dừa, cây dừa rất là dễ thương. Rất là cảm ơn anh. Thì ngày hôm nay kính thưa quý vị, bản nhạc Ngày Đá Đâm Bông sẽ được gửi đến quý vị. Cũng cảm ơn anh Trần Hậu Hiệp cùng cảm ơn Hưng đệm đàn cho đến tiếng hát của anh Phạm Hoàng, cũng như phần hát bè cũng thưa anh của chị Nhật Linh, chị Thủy Châu, chị Lisa, hát bè với giọng hát của anh Phạm Hoàng. Thì kính thưa quý vị, ngay sau đây thì chúng tôi xin sau bài hát này chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại đã bảo trợ cho đài ABC TV. Chúng tôi cùng kính mong quý vị tiếp tục ủng hộ những cơ sở thương mại này để đài tiếp tục có những chương trình hữu ích gửi đến cho cộng đồng chúng ta khắp nơi. Và sau đây tiếng hát của anh Phong Hoàng cùng các chị hát bè trong bản nhạc Ngày Đã Đâm Bông. Oh,
tình nghệ sĩ từ bốn phương trời về nơi đây cùng hát vang lời lời Việt thương ngàn năm văn hiến đem quê hương giống nòi giống tiên đến muôn nơi.